Chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip theo của mình. Ngày hôm nay mình muốn dẫn mọi người đi khám phá một cái khu phố điện tử rất nổi tiếng tại Tokyo. Đó chính là khu phố điện tử Akihabara. Và ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi dạo phố và khám phá những cái quán bán đồ điện tử nhá. Ở trên Tokyo ấy thì hầu như đa số người dân người ta đi làm hàng ngày ấy, người ta sẽ đi làm bằng tàu điện. Nên là người ta sẽ bắt ô tô hoặc đi xe đạp đến nhà ga. Sau đó rồi người ta sẽ vào trong nhà ga người ta bắt tàu để đi làm nhá. Các cái đồ điện tử bán tràn ra rất là nhiều này, các cái máy dòng đèn led này. Đây đồng hồ smartwatch đây. Bán về hè tầm khoảng độ vài trăm nghìn một cái thôi. Smartwatch. Khẩu trang này, máy đo nhiệt độ này. Đằng bên đây là một cái cửa hàng chuyên về máy tính điện thoại đây. Lại vào quay mọi người xem nhá. Bán iPhone này, rồi các cái dòng điện thoại của Nhật là của hãng này, Docomo đây. Máy tính bảng cực nhiều luôn. Ua. Rồi quay cho mọi người xem này, máy tính bảng có thể gọi siêu nhiều luôn. Đây toàn iPad các kiểu này. Toàn các dòng của táo thôi. Mấy cái dòng iPad mini mình quay cho mọi người xem đấy, giá tầm khoảng độ vài sen đến một man trên một con, vị chi là tầm khoảng độ hơn 1 triệu trên một con. Các cái dòng to to hơn chút này thì là iPad Air này, tầm khoảng độ từ man 1 man đến 1 man 6. Có nhiều dòng thì chỉ có khoảng độ vài sen thôi. Tùy theo số ghi nhá, 16GB, 64GB này, 128GB này, đấy mỗi loại thì một giá tiền khác nhau. Vài trăm nghìn đến hơn triệu, 2 triệu trên con. Dòng bên trên là iPad 2019 này, đồng giá là 3 man 5 một con. Mấy cái dòng bên đây thì rẻ hơn một chút, bộ nhớ thấp hơn đấy. Nhiều lắm. Đây iPhone 12 Pro này. Ui, iPhone nhiều lắm mọi người ạ. Toàn mấy cái dòng 3 mắt này, giới thiệu giá nhá. Những cái dòng 3 mắt mình đang quay cho mọi người xem đây thì tùy dung lượng nhá, từ 128GB đến 256GB đây. Ví dụ như con đầu tiên mình đang quay là con iPhone 12 Pro này, 256GB nhá, giá là 99.800 yên. Còn bên đây cũng là iPhone 12 Pro 128GB, rẻ hơn có khoảng độ 5 sen thôi, 94.800 yên. 3 mắt nhiều lắm. Các cái dòng iPhone đầy cũ như kiểu là iPhone XS này, iPhone 7, iPhone 8 này đều gà luôn nhá. Mình cũng chỉ quay giới thiệu qua thôi. Đấy, quay cho mọi người biết thế nào gọi là phố điện tử tại Tokyo. Và hiện tại thì mình đã tìm thấy một cái cửa hàng chuyên bán các loại máy ảnh, máy quay phim cũ nhá. Bán cực nhiều luôn, máy đầy cổ đầy mới có hết này. Các cái dòng máy ảnh bán như kiểu là bán rau ấy, như kiểu mình hay nói đấy, như bán rau. Bày theo từng rổ một luôn, đây này. Những cái dòng máy ảnh đang quay cho mọi người xem đấy thì hầu như đa số là toàn là dòng máy ảnh cũ thôi, máy ảnh cổ ấy. Không biết có dùng được hay không nhưng mà đa số là những cái dòng này mua về trưng bày này. Các cái dòng bật lửa Zippo bán cực nhiều luôn, các loại len máy ảnh đây. Những cái này phải cho những cái bạn nào chuyên về chụp ảnh máy ảnh ấy, đến đây mới thích. Ống nhòm, đấy. Máy ảnh bán theo từng rổ luôn. Những cái dòng này hồi trước mình cũng đã từng test thử nhá. Hầu như là đều dùng được. Đây những cái dòng Casio mình đang quay cho mọi người xem này, Calon này. Mình sẽ test thử một con nhá. Test thử một con. Đây quay cho mọi người xem đây, hầu như là vẫn dùng được này. Đấy. Ảnh con nét luôn nhá. Đại khái là vẫn dùng được. Đấy. Bên đây là dòng Lumix này. Mọi người biết mấy cái con máy ảnh mình đang quay cho mọi người, người ta bán giá bao nhiêu? Giá người ta bán tầm khoảng độ từ 1 man 2 sen yên đến khoảng độ 1 man 3 sen yên. Tính cái tiền Việt Nam thì nó rơi tầm cỡ khoảng độ 1 triệu mấy, 2 triệu trên một con máy ảnh này. Xin lỗi, cô quá dễ bự chưa cay bắt. Đấy, vừa mình hỏi người ta ấy thì người ta cũng bảo là các cái dòng máy ảnh đang dựng ở trên đây nhá, tất cả đều dùng được.
Canon này, con này là 1 man 9 cm này. Test thử cho mọi người xem luôn. Mình thì mình không biết dùng máy ảnh nhá. Con này mình không biết dùng của gì, nhưng mà hiện tại cái màn hình nó mờ này, mình đang không biết là mình chỉnh chế độ gì ấy. Kiểu máy ảnh không biết dùng. Quan trọng là đại khái là mình không biết dùng nhá. Mình sẽ tắt đi. Test cho mọi người xem. Quan trọng là chủ quán người ta bảo là tất cả đều dùng được hết. Từ dòng cũ đến dòng mới. Ở bên trong còn nhiều lắm mọi người ạ. Bên trong quán này. Trong quán phải gọi là thiên đường máy ảnh luôn. Từ các cái dòng đời cũ đến đời mới. Như kiểu bán rong ở chợ đấy. Đây, mọi người nhìn thấy không? Kinh khủng không? Bên trong còn nhiều lắm. Từ các cái dòng len này, các cái dòng máy quay phim, chụp ảnh. Loại đắt tiền, loại rẻ tiền là đủ cả. Đại khái là khá nhiều. Phía trước mặt mình đang quay là một cái quán cà phê hầu gái. Có nghĩa là cái dịch vụ là vào uống cà phê mà có gái đứng bên cạnh nói chuyện. Ở trên Tokyo thì có rất nhiều những cái quán như vậy. Và bắt đầu mình đã đến một cái khu phố điện tử ấy rồi. Đây chính là cái trung tâm chính của khu phố điện tử này. Trong đây người ta bán rất nhiều các cái đồ đây. Như kiểu cửa hàng đằng trước mình đang quay là một cái cửa hàng chuyên bán các cái loại đèn pin nhá. Đèn pin bán cả pin luôn. Đây là mấy em gái Nhật này. Bên đây chuyên bán các loại ổ điện nhá. Ổ điện, bóng đèn, đèn led này. Bên đây thì bán các cái loại máy đo, đồng hồ đo chuyên để sửa chữa nhá. Những ai mà chuyên sửa chữa thì vào những cái khu này là mua quá hợp lý luôn này. Những cái đồng hồ này, này gọi là đồng hồ gì, đồng hồ đo vận năng à, mình không nhớ tên. Nhưng chuyên dùng để đo các loại mạch. Bên đây là một cái cửa hàng bán camera cũ, cái dạng camera cổ đấy. Đây là một cửa hàng chuyên bán các loại bộ đàm này. Trong khu phố này thì người ta dùng rất nhiều những cái bộ đàm này nhá. Bộ đàm phát sóng, kiểu những cái người bảo vệ ở xung quanh phố này ấy, người ta rất hay dùng. Bộ đàm thì có đủ loại, đủ giá tiền luôn. Cực nhiều nhá. Đây cũng là một cái nơi chuyên bán các loại đồ điện này. Dành cho những ai mà chuyên sửa chữa các cái loại máy hàn xì này, hàn thiếc đấy. Rồi là các loại máy đo. Bên đây là camera. Và chung là mỗi một cửa hàng có một cái mặt hàng riêng ấy. Thì bắt đầu mình sẽ dẫn mọi người sang phía đường bên kia để khám phá nhá. Vừa mình dẫn mọi người dạo quanh một cái khu này rồi. Các cái tòa nhà người ta trang trí các cái nhân vật hoạt hình nhìn rất là bắt mắt. Kiểu cái nhà nào cũng màu mè ấy, rất đẹp. Trên Tokyo thì có rất nhiều các cái màn hình rộng như kia, người ta treo trên tòa nhà kìa. Nó chạy những các cái nhân vật hoạt hình nhá. Các cái phim hoạt hình ấy. Sang bên đây còn rất nhiều các cái quán đồ điện tử rất là hay ho. Và cái khu phía đằng trước tay mình đang chỉ kia là một cái khu chuyên bán các loại máy tính á, điện thoại và đồng hồ đây. Dẫn mọi người vào khám phá luôn cho nóng này. Phía bên ngoài đây thì mình thấy là bán các loại cáp sạc, rồi là cổ sạc dành cho các cái dòng iPhone, rồi là dòng Samsung. Đây này, cáp sạc người ta đắp thành rổ luôn này. Bắt đầu đi vào phía trong là mình đã thấy những cái chiếc máy tính bảng đầu tiên. Những cái dòng iPad, rồi là máy Fuji trự nhá. Những cái dòng máy mình đang quay cho mọi người xem ấy, con rẻ thì tổng khoảng độ là vài trăm nghìn đến 1 triệu trên một con. Con đắt thì tầm khoảng độ là 2-3 triệu.
bán cả laptop đây. Bên đây là rất nhiều máy tính bảng kèm các cái dòng điện thoại nhá. Bên đây mình thấy là bán các cái dòng Samsung đây, Samsung Galaxy S8 này. Con S8 này là 21800 yên nhá. Bên đây là Galaxy S10 128GB này, giá 36500 yên. Mình cũng không biết là giá rẻ hay giá đắt. Motorola này, Oppo này, hầu như cái khoang mình đang quay cho mọi người xem ấy, bán đa số Samsung là chính. Mua điện thoại được tặng kèm thêm SIM nhá, SIM miễn phí này. Trên là điện thoại, dưới là cáp sạc. Và tiếp theo bên đây là các cái dòng iPhone này, iPhone rồi Oppo. Giới thiệu cho mọi người một vài dòng iPhone nhá. iPhone 8 này 64GB, giá là 19500 yên này. Đây là con iPhone 11 Pro Max 256GB, giá là 89800 yên. Đây các cái dòng iPhone từ đời iPhone 6 đến iPhone 7 là người ta cũng bán luôn nhá. Những cái dòng iPhone 7 mình đang quay cho mọi người xem này, khoảng độ 32GB, giá người ta bán đồng giá là 14800 yên trên một con. Và đây là các cái dòng iPad. iPad này mình không biết iPad gì, iPad mini nhé, giá chỉ có 6980 yên trên một con thôi. Đây iPad bán đồng giá luôn, rất là rẻ. Phía đằng bên đây là bán các cái dòng chuyên về MacBook nhá, dòng máy tính đây. MacBook thì tùy dòng, tùy đời và tùy bộ nhớ. Hiện tại thì mình đang lên tầng 2 của cái tòa nhà này. Thì trên tầng 2 tòa nhà này người ta bán rất nhiều các cái loại linh kiện chuyên về bằng mạch nhá. Chuyên các cái dòng linh kiện. Đây quay cho mọi người xem đây. Những cái dòng này ở các cái loại máy gì thì mình không rõ này. Chuyên gắn pin này. Bên đây mình không nhầm là các cái cục pin đây, cục pin bán nhiều cực luôn. Pin mình không biết là bán pin trong các cái dòng máy gì. Đây linh kiện cực nhiều luôn này. Những ai mà chuyên sửa chữa điện tử thì vào những cái khu này là không thiếu một cái linh kiện gì luôn. Những cái dòng này dùng trong cái loại máy gì mình không rõ luôn này. Nhưng mà thấy người dân người ta mua rất là đông. Tầng 2 rồi thì mình sẽ dẫn mọi người lên tầng 3 nhá. Lên tầng 3 xem phía trên tầng 3 người ta bán những cái loại gì nào. Đúng là khu phố điện tử khác. Và trong bên trong toàn đồ điện tử thôi, không có cái gì khác ngoài điện tử cả. Bên trên tầng 3 lại thấy bán những cái dây điện cáp sạc đây. Rồi là các cái quạt gió tản nhiệt dành cho máy tính. Cực nhiều loại luôn này, từ loại to đến loại nhỏ nhá. Bởi vì là cái số lượng nó nhiều ấy, nên là người ta bán giá cũng rất là rẻ thôi. Như cái con mình đang quay tổng khoảng 350 yên đến 450 yên trên một con. Những cái đồ mình đang quay thì mình không nhầm là toàn đồ mới này. Đây các cái dòng pin để lắp vào máy tính này. Rồi là sạc dự phòng đầy đủ cả luôn nhá. Nhiều cực luôn. Các cái cổng để kết nối với pin đây. Đại khái là sau một hồi dẫn mọi người vào cái phố điện tử để khám phá đấy, thì mình chốt lại một câu luôn đấy. Khi mọi người vào khu phố này ấy, thì mọi người có thể là mua bất kỳ một cái thứ đồ điện tử gì, từ linh kiện, phụ tùng rồi đến tất cả các cái mặt hàng hóa mọi người đều có thể mua. Người ta bán cực nhiều luôn. Điện thoại, máy tính, tivi, tủ lạnh, máy giặt, các thứ rất là nhiều. Thì mình đang đi qua cái cửa hàng này chuyên bán các cái phụ kiện đồ điện thoại đây. Mình đang tính vào mình mua một chiếc đồ. Thì ở bên đây mình vừa mình ngắm được đây. Ngắm bên đây là có cái gì này, cái túi để chống nước này. Cho điện thoại vào thì mình có thể là xuống dưới nước mình quay được nhá. Thì mình sẽ mua một bịch đi. Giá của nó là 660 yên trên một cái này. Và thi thoảng đi quay video ấy mà mình quay xuống nước ấy thì nó ổn ok. Và bên đây cũng có một cái chân quay này. Chân quay vừa mình xem thử rồi. Cái loại mình đang quay cho mọi người xem ấy, ở đây có một cái nút remote này, mọi người có thể là kết nối với điện thoại để chụp ảnh luôn này. Hoặc là ngoài ra mọi người cũng có thể là kéo dài ra nhá. Đây, kéo dài ra như mẫu đây. Quay dọc, quay ngang được hết. Thì những cái bạn nào mà quay phim ấy thì có thể là mua cái gậy như này. Mình thì mình sẽ mua thêm một cái gậy nữa. Gậy này cũng là 680 yên này. Đồ đây nhiều lắm, sạc dự phòng. Các cái phụ kiện dành cho xe máy, xe đạp đây, kẹp điện thoại đây.
Vừa thì mình cũng vào bên trong cái cửa hàng này, mình mua được hai món đồ rồi. Mua một cái chân quay với cả một cái túi chống nước để thi thoảng đi quay video cho nó ổn áp nhá. Các cái quán bán đồ điện tử ấy, mọi người nhìn thấy này, máy tính à, đây được gọi là gì, MacBook đây, MacBook là bán theo rổ luôn này. Giá không biết bao nhiêu nhưng mà bán theo rổ luôn, giá tầm khoảng độ vài trăm nghìn trên một con máy tính thôi. Máy tính thì mình nghi khả năng cao là hỏng rồi, đây toàn thế 5 sen với cả bao nhiêu sen đây này, MacBook Pro với cả MacBook nhá. Mấy cái dòng này mình nghĩ chắc hỏng hết rồi. Máy tính này cổ này. Ủa, đầu đĩa này, điện thoại này. Mấy cái đồ này mình nghĩ là khả năng hỏng hết rồi. Điện thoại lắp gập nó kiểu này. Toàn đồ cổ thôi. Cái này mua về làm cảnh. Điện thoại, tai nghe, bàn phím máy tính, điều khiển này. Đây cũng điện thoại đây. Còn mấy trăm nghìn một cái, mấy cái đồ dùng được ấy, mấy trăm nghìn một cái, còn mấy cái mà hỏng rồi thì người ta bán chắc khoảng độ vài chục nghìn thôi. Đồ này dành cho những ai mà muốn về học sửa chữa hay gì đó. Bên trong đấy cũng bán rất nhiều các máy tính nhá. Cái cửa hàng này mình thấy là toàn bán đồ cổ là chính nhá. Toàn đồ cổ thôi. Bên trong đây thì bán cáp sạc điện thoại, thẻ nhớ. Điện thoại là cứ bán theo rổ luôn này. Điện thoại máy ảnh. Thực sự mà để đi quay được hết khu phố này giới thiệu cho mọi người ấy, thì nó rất là nhiều, rất là khó. Nên là mình cũng chỉ quay qua một số đoạn mình giới thiệu. Thì ngay bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi dạo phố một chút, đi thư giãn một chút nhá. Ngắm một chút quang cảnh tại phố điện tử Tokyo. Lên Tokyo thì có rất nhiều cái chủ đề để mình có thể đi khám phá và quay giới thiệu cho mọi người xem. Phía bên trên là đường đi và phía bên dưới là đường hầm mọi người nhá. Ở dưới khu phố này tất cả đều là đường hầm, nhà ga, tàu điện, tàu Shinkansen. Trên Tokyo người ta các cái hệ thống ấy người ta chôn ngầm hết, đào ngầm hết. Đây cũng là một cái quán ăn đây. Đấy, các cái quán ăn trên Tokyo mình quay cho mọi người xem nhé. Rất đặc biệt. Đây có những cái suất mà người ta làm bằng đồ giả này. Nhìn khá giống đồ thật luôn. Espasu. Đây các cái màn hình này ở trên khu phố rất là nhiều nhá. Nhiều màn hình ấy người ta treo trên cao, nhiều màn hình người ta để ngay dưới chân đường đi luôn này. Đấy, nhiều cực luôn, mà toàn quay hoạt hình thôi, toàn giới thiệu về hoạt hình thôi. Từ nãy đến giờ mình dẫn mọi người đi khám phá và quay video cũng được khá dài rồi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.